chụp. Anh nói mất cây luôn. Bó xưa thôi rồi. Cái này các bác đang định thích cái này. Mấy anh em thích cái này à? Dạ, vâng. Thích lắm anh ạ. À. Mà không có tiền mua. Tiền thì có nhưng mà... Thích thì nổ thôi. Vâng, đang đàm phán. Đàm phán á? Nhà vườn anh Thuyết. Thầy anh ra xe rồi, thầy quay vâng lại. Ạ, vâng ạ. Cái này là bác chủ cây vừa hỏi bác bán cái tượng 70 tặng cây. Cái tượng này 70 triệu tặng cây. Thế mới khó. Rồi cái này 70 triệu à? Rồi, bác ấy bảo thế. 70 triệu. Trêu anh em trêu. Mà giá rồi. Hỏi rồi đấy. Nhưng mà tặng cây. Bán, hoặc là bán cây tặng tượng. Bán cây tặng tượng. 70 triệu. Bây giờ học, là... học bác Thoan. Xanh em bác Thoan. Ông Thoan có hay có cái báo giá đặc biệt lắm. Đây, giờ bán cái chậu này 70 triệu tặng luôn cái cây. Cây ngày kia ông đề là 5 thân nhỉ? Mỗi thân 600. Không biết đã phải 600 triệu không? 600 triệu đấy à? Ông Thoan thì hay có những cái rất là hài ước, rất là đặc biệt. Con thì mời lắm. Hãy hỏi cha, hỏi cha. Cây xanh dáng mặt phong hơi siêu mặt phong. Cây này chủ đòi 70 cơ mà à. Của em mà. À cây chủ cây đây gì nhà vườn anh Minh Thuyết đúng không? Thì cây này cho anh em xin cái giá tham khảo được không? Cây tôi đặt giá là gì? Anh em cái giá đi. Anh em nào thích thì họ nổ. Cảm thấy thích thì mình nổ luôn được. Anh Lành Thuyết à? Dạ. Thì cho xin cái giá, nếu mà được cái thì mình cảm thấy hợp lý đấy. Bắt tay giật giật đi em. Bão xong rồi, gió mùa thế này. Gió với nước rồi đang kiêng à. Cái này nhìn điệu ấy nhỉ. Cái này bao tiền em? Bao tiền? Thì cho cái giá anh em cảm thấy hợp thì... Đấy ông anh hỏi. Đây anh em này mình mua vài cây luôn chứ không mua một cây. Nếu mà được hợp lý thì anh em giao lưu, không hợp thì... Cho cái giá đi cho ông anh giao lưu. Anh cứ đại diện nhé, là cứ làm coi như là 8 xoạch. Đấy, cứ cảm thấy hợp lý thì... Bao nhiêu? Thì nổ. Anh lấy để cho anh 6 chục. Đấy, còn cái không chưa hợp lý thì sẽ cân nhắc thêm. Cho cái giá vui vẻ đấy. Có những khi thì mình đi quay cũng muốn hỏi giá để vừa chia sẻ. Vừa cảm thấy hợp lý thì giao lưu với anh em. Thỉnh thoảng mình cũng mua, có đôi khi là mua cả xe luôn. Nó ra 7 cây luôn. Thế nhưng mà... Cái giá nào nó chưa hợp lý thì mình sẽ cân nhắc cái thương lượng. Thì các bạn xem lại số điện thoại của nhà vườn anh Thuyết nhé. Sau khi thuyết phục khá lâu thì nhà vườn cũng chia sẻ cái thông tin về giá của cây xanh này. Cây này có những cái nét rất là đặc biệt, nó lùa. Đó. Theo gã đầu bạc thì hiện nay thì người ta ngại ngại mua gió lùa, mấy cây nào mà liên quan đến gió lùa là người ta ngại. Bên cạnh đây thì có những tác phẩm phong lá đỏ rất là đặc biệt. À, quý vị các bạn ra khu ngoài xem thêm nhé. Khu ngoài này cũng rất là nhiều cây đẹp. Nhiều cây rất là chất trong đợt này. Một cây xanh. Chất liệu là xanh Nam Điền. Ba thân. Bông tán được chia rất là rõ ràng. Thông tin của chủ cây này. Xanh này. Xanh này rất trực. Chân đế. Thông tin của nhà vườn này. Chân đế rất đẹp. Lá rất là đều và đẹp như này. Chỗ này có một cái si nhé.
bông tán cũng được chia rất là rõ ràng. Cây méo mó, gai như này. Cây si này ôm một bức tường. Chỗ này khả năng nó ôm rất là lâu rồi đấy. Một tác phẩm rất là độc đáo. Si ôm tường. Phần méo mó. Rất là rụt rịt, đẹp. Bên đây là một tác phẩm rất là nổi tiếng. Thiên địa nhân tụ hợp. Quý vị các bạn ra đây xem thêm một số cây tầm trung và kích thước lớn nhé. Xanh này. Cái này cũng thân lắc. Nó chuyển. Rất là khó như này. Chỗ này có một cái xanh. Chất liệu thì là xanh Nam Điền. Quan sát kỹ thì nó cũng có đủ 5 thân. Có một cái thân này chảy từ bên này sang. Lát nó rất là đặc biệt. Lá cô nhỏ đều rất là đẹp nhé. Chân đế này. Nhà vườn Thoan này. 5 thân, mỗi thân 600. Trị giá cây này là 3 tỷ các bác nhé. 3 tỷ cây xanh này. Chủ vườn báo giá rất là tế nhị, rất là hài ước, 3 tỷ. Nhà vườn Ngọc Thoan thì cũng rất là nổi tiếng về những cây cảnh nghệ thuật và những chiếc bể cũ, bể cổ và những cái tương tác và những cái chia sẻ của Ngọc Thoan cũng rất là hài ước, rất là vui. Chiều này nhìn đẹp nhé, bông tán xếp rất là âm tán, đẹp, rất là có chiều sâu. 3 tỷ cây xanh này. Cái góc độ cá nhân tôi thì cũng rất muốn tham khảo giá một số cây. Những cây mà nó phù hợp với sở thích của mình, phù hợp với túi tiền của mình và giá cả thì nó cũng hợp lý thì rất có thể là sẽ giao lưu. Và phần lớn cũng là phục vụ cái nhu cầu của người xem. Rất nhiều quý vị và các bạn xem video cũng muốn vừa được chiêm ngưỡng những cái giá trị nghệ thuật của cây và cũng muốn tham khảo giá. Đôi khi là qua kênh thì quý vị các bạn có thể liên hệ với chủ cây để giao lưu. Chỗ này có một cây me tán làm theo hình nón tự nhiên rất là đẹp. Những cây chất lượng thì được bày xung quanh khu vực này. Nhiều cây rất là phê nhé. Xanh này. Cây này thì là cây xanh. Nó cũng có 3 thân. 3 thân nó chia rất là đặc biệt. Nó không giống những cây xanh 3 thân khác. Chỗ này có thể là do cắt một cái cành, cái thân nào đó. Nó tạo chỗ nu như này. 3 thân nhé. Xanh cái đá. Tên tác phẩm là Phúc Lộc Thọ. Thông thường thì những tác phẩm ba thân thì một số nhà vườn cũng hay lấy với cái tên là Phúc Lộc Thọ, tượng trưng cho ba ông Phúc, ông Lộc và ông Thọ. Chỗ này cây si. Cây si này
có rất là nhiều những cái nét cổ. Cái xỉ lò ngày xưa, cái nét làm cây thì đây là cái nét cổ rồi, ngày xưa hay làm cây theo lối này. Bông tán cũng được chia rất là rõ ràng, có lẽ những bông tán này thì cũng mới tác động vẽ lại một chút thôi, còn về độ già của nó thì cũng khẳng định đây là một cây rất là già rồi, tuổi đời của nó rất là lâu rồi. Những cây cảnh nghệ thuật, thông tin về giá của một số cây tại triển lãm cây cảnh nghệ thuật Long Biên đã chia sẻ tới quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn.